Mật mã Lyoko tập 25, mật mã trái đất. Mình chắc lần này sẽ thành công. Đến lúc cho kế hoạch Alpha rồi. Yumi, Yumi, tớ đây. Được rồi, tớ vừa mới khởi động kế hoạch Alpha. Tất cả đều đã hoạt động rồi. Được rồi, mai tớ sẽ nói với bố mẹ tớ. Tốt, tớ sẽ nói với Odd và Ulrich. Mai gặp lại. Jeremy, can you hear me, Jeremy? Cậu có nghe tớ không, Jeremy? Jeremy, wake up. Jeremy, tỉnh dậy đi. Jeremy. Jeremy. Alita. Alita. Bố mẹ, con có thể nói chuyện một chút với bố mẹ được không? Chuyện là về vài người bạn của con ấy. Bố mẹ chưa đổi ý về việc các bạn ấy tới đây chứ? Ờ không, nhưng hãy kể cho bố mẹ một chút về bạn ấy. Yumi, bố mẹ còn chưa biết tên bạn ấy. Alita. Cô ấy có phải là người Nhật không? Dạ đúng vậy. Bố mẹ bạn ấy làm nghề gì? Họ làm việc với máy tính. Well, được rồi. Bạn con có thể đến ở cùng chúng ta. Thật tuyệt vời, con yêu bố mẹ. Bố mẹ không phải hối hận đâu, bạn ấy rất tốt. Tạm biệt bố mẹ, tối nay gặp lại. Được rồi, em họ của em tên là gì? Alita. Alita. Và bạn ấy đến từ đâu? Vừa đến từ Hà Lan. Được rồi, đơn của cô bé được chấp nhận. Và bố mẹ em đánh giá cao cô ấy. Không có lý do gì mà em ấy không được học ở đây. Tuyệt vời. Được rồi, hai em đang có ý đồ gì đấy? Các em biết rằng học sinh phải có mặt ở lớp học vào buổi sáng, đúng không? Đặc biệt là vào 8 giờ sáng. Bọn em có hẹn với hiệu trưởng thầy Jim về chuyện em họ của Oz đến học ở trường. Thật là một lý do trẻ con. Các em nghĩ tôi là ai? Thằng ngu à? Yên lặng. Các em nghĩ tôi không biết mấy trò đùa của các em với Jeremy và Yumi sao? Các em biến mất trong công viên một cách thần kỳ. Các em đang có trò gì đó trong phòng của mình. Đâu có phạm tội gì đâu ạ. Có thể là không. Bây giờ các em nghe đây. Rồi một ngày tôi sẽ biết các em đang giấu cái gì. Còn bây giờ, đến căng tin nhanh. Cậu biết tớ nghĩ gì không? Chúng ta nên cẩn thận với thầy Jim. Thầy ấy vẫn điều tra tiếp thì có thể sẽ phát hiện ra lối đi bí mật. Này các cậu, tin vui đây, bố mẹ tớ đồng ý. Cũng như thầy hiệu trưởng. Cậu làm giả thư bố mẹ thật là giống. Tớ không thể không tự hào về việc đó. Dù sao cũng là một việc tốt. Jeremy có gì không? Được rồi, chúng tớ đến ngay. Cuối cùng cũng được. Lần này chúng ta làm được rồi. Nó hoạt động rồi. Thật khó mà tin được. Thật tuyệt vời. Cậu có thể tìm được tất cả loại nhạc cậu thích. Tớ không thể đợi được nghỉ hè. Cậu không phải người duy nhất đâu. Hey, Sissy.
Này Sissy, sáng nay em có thấy Ulrich với nhóm bạn của nó đâu không? Dạ có ạ. Vậy thì ở căng tin hả? Không, em thấy họ ở trong phòng, thấy Jim. Vậy hả? Cảm ơn vì manh mối đó. Thật kỳ lạ khi ở trong phòng vào giờ này. Với lại, không biết tại sao bây giờ họ lại ở trong phòng với một người không ở nội trú giờ này. Ý em là Yumi Ishirama. Nó cũng ở đó. Cậu thủ đoạn hơn tớ nghĩ. Được rồi, cho tớ biết tin vui là gì đi. Alita, tớ không biết nói như thế nào. Dù tin được hay không, nhưng chúng tớ đang đợi cậu ở đây. Thật à? Đúng vậy. Chương trình vật chất hóa đã hoạt động ư? Đúng vậy, nó đây. Và tớ có thể nói với cậu rằng nó rất phức tạp. Chống phân mảnh ma trận bên trong thì không đủ. Do đó tớ bắt đầu biên dịch lại tất cả mối tương quan ADN. Được rồi, Einstein. Nói một cách ngắn gọn, nó đã hoạt động. Ôi, Jeremy, thật tuyệt. Tớ không thể tin đó là sự thật. Cậu nên quen với điều đó nhanh đi. Bởi vì đã đến lúc rồi. Và cũng đến lúc tạm biệt Sana rồi. Từ từ đã. Không đơn giản thế đâu. Đầu tiên tôi phải cài đặt chương trình trong siêu máy tính đã. Sau đó Alita sẽ phải đi đến tòa tháp ở địa hình rừng. Đó là nơi mà cậu ấy sẽ được vật chất hóa và trở thành người lần đầu tiên sinh ra từ máy quét. Tớ sẽ đến địa hình rừng ngay đây. Được rồi. Chúng tớ sẽ lên lớp trong lúc đó và sau đó đến nhà máy. Hẹn gặp lại các cậu sau. Tối nay chúng ta sẽ cùng ăn tối. Có chuyện gì vậy? Đang âm mưu gì xấu đúng không? Không, chúng em chỉ định học nhóm thôi ạ. Ấy đấy, tôi nghe đủ lời nói dối của các em rồi. Các em phải ở lại đây cho đến khi nói cho tôi biết sự thật. Jim, chuyện gì đã xảy ra? À, thấy đây rồi. Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi đang khám phá ra chuyện bí mật này mấy nhóc này đang che giấu. Tôi hiểu rồi, Jim. Một câu chuyện điên rồ của anh về lối đi bí mật. Điên rồ? Ý thầy là sao? Anh nghe tôi nói đấy, Jim. Nhưng... bây giờ nghe đây. Hành vi theo dõi học sinh của thầy bắt đầu làm tôi thấy lo lắng. Thầy là giáo viên thể dục, không phải là một thám tử. Còn do dự điều gì nữa? Đi học ngay lập tức. Các em có nghe không? Đi học ngay. Nó kia rồi. Các loài động vật sống trên cạn hay dưới nước trên đều là nhờ cơ quan hô hấp. Không còn lâu nữa đâu. Và trong tiếng Ý, từ città có nghĩa là thành phố, có nghĩa là bất biến. Ai có thể cho thầy một ví dụ khác? Jeremy, tớ cần giúp đỡ. Khi động vật và thực vật hô hấp, chúng lấy đi oxy và thải khí carbonic. Cơ thể sống cần. Cậu đang làm gì đấy? Rõ ràng đây là hiện tượng phụ thuộc vào một số yếu tố nhất định. Có thể cho biết yếu tố nào không, Jeremy? Con ếch. Xin lỗi, cho tôi xin phép qua. Được rồi, ai muốn trả lời nào? Có ai không? Ulrich, có chuyện gì vậy? Yumi, đến công viên có việc khẩn cấp. Được rồi, tôi đến ngay. Thầy ơi, em có thể đến phòng y tế được không ạ? My
Nói cho tớ nghe có chuyện gì đi. Sana tấn công lần nữa. Hắn biết là sắp kết thúc rồi nên hắn không muốn buông tay ngay bây giờ. Where'd they go? Chúng đi đâu rồi? Alita, cậu có nghe tớ nói không? Sao cậu lâu thế? Tớ đang ở gần tòa tháp trung chuyển, nhưng có ba con quái vật sẽ không cho tớ đến gần. Được rồi, tớ sẽ lo việc đó. Đừng lo lắng. Trợ giúp đang trên đường tới. Các cậu đến nhanh lên. Khi đã xong, hãy đến tập trung ở tòa tháp và tớ sẽ khởi động chương trình. Tớ sẽ chuyển các cậu đến vùng rừng phía nam của chỗ Alita. Đi thôi. Trông cậy vào các cậu. Chuyển hóa Yumi, chuyển hóa Ulrich, chuyển hóa Oz, quét Yumi, quét Ulrich, quét Oz vào thế giới ảo. Được rồi, Jeremy, chúng ta tới nơi rồi. Tốt, tớ sẽ khởi động chương trình vật chất hóa ngay bây giờ. Ôi không, mình đã làm gì thế này? Có chuyện gì vậy, Jimmy? Tớ mang nhầm đĩa rồi. Tớ mang một cái đĩa video ngớ ngẩn của Oz thay vì chương trình. Ngừng lại. Tớ phải quay về ký túc xá. Được rồi, nhưng nhanh lên đấy. Cậu làm video à? Ừ, nó cũng khá hay. Tên bài là gì vậy? Break, break, dance. Okay, that's enough fooling around. Thôi quậy thế là đủ rồi, chúng ta còn phải dọn dẹp nữa. Vâng, thưa sếp. Okay, let's get started. Được rồi, bắt đầu nào. This time I've got. Lần này tao bắt được chúng rồi. Go! Chơi thôi. Thế này quá dễ rồi. Alita, đường đi dọn dẹp rồi, cậu có thể đi. Nghĩ đi, cái này có thể là tòa tháp cuối cùng. Trốn tiết hả? Dạ không, em để quên vài thứ trong phòng. Em phải về lớp ngay. Thầy Jim. Không, nếu em không nói cho tôi biết các em đang âm mưu gì, lần này đừng mong thầy hiệu trưởng đến cứu các em. Thằng nhóc hư đốn này, quay lại đây. Quay lại, để tôi bắt được thì đừng trách. Jeremy, đứng lại. Đó là mệnh lệnh. Này. Oh,
Jeremy. Ôi Jeremy. Ôi mắt cá chân của tôi. Ôi thầy điên à thầy Jim, đây là lỗi của thầy. Jeremy, can you hear us? Jeremy, cậu có nghe thấy chúng tớ không? Jeremy. We're in the tower. Chúng tớ đang Jeremy? Ở trong tòa tháp rồi, Jeremy. Where can he be? Cậu đang ở đâu vậy? 45 phút là một thời gian dài chỉ để lấy một cái đĩa CD. Tớ mong rằng không có chuyện gì. Thôi nào, đừng tưởng tượng ra mấy thứ tồi tệ nữa. Đừng hoảng loạn, tớ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt mà. Và bây giờ em còn thấy đau không? Không ổn rồi, em có thể đi bình thường. Em làm gì cũng được, chứ đi bộ. Em phải đợi một tuần mới có thể đi lại được. Một tuần ạ? Nếu em cứ phàn nàn, cô không đưa nạng để em đi lại đâu. Jim, lần này thầy đi quá xa rồi. Đừng nói là tôi không cảnh báo nhé. Lần này sự hoang tưởng của thầy đã gây ra tai nạn rồi. Tôi xin lỗi thầy. Tôi cũng vậy. Tôi xin lỗi, đành phải để anh đi thôi. Anh đi đi. Đi đi. Cái gì vậy? Can I go to the bathroom? Em có thể đi vệ sinh không? Xin lỗi, bác sĩ bắt buộc em không được đi lại. Cô đi và lấy cho em cái chậu đây. Jeremy, Jeremy, nghe này. Thầy muốn nói lời xin lỗi em. Thầy quá nghi ngờ các em đang có âm mưu gì đó. Thầy nghĩ mình hơi quá đáng rồi. Thầy xứng đáng để bị đuổi việc. Thầy hơi điên khi nghĩ em có bí mật gì đó. Dù sao thì thầy sẽ nhớ các em. Đợi đã Jim. Thầy không điên như thầy nghĩ đâu. Bọn em thực sự có bí mật. Vậy có nghĩa là tôi đã đúng. Nói đi nào. Nghe này thầy Jim. Nếu thầy chịu giúp em sẽ nói với thầy hiệu trưởng mọi việc. Lỗi của thầy sẽ được bỏ qua. Thầy chắc chắn có lại được việc làm. Tốt, bắt tay nhé. I've got your basin. Cô có chậu cho em đây. Over there. Ở đó, đằng sau cái cây. Stop. Dừng lại. In front of you. Ở trước mặt thầy đấy. Yeah. I was right. Đúng rồi, tôi đã đúng, tôi đã đúng. I was right. Tôi đã đúng, tôi đã đúng. Đỡ này. Ôi không. Và thứ sức mạnh ảo này là Sana, bọn em muốn phá hủy nó. Chỉ có Alita mới có thể vô hiệu hóa tháp. Và việc của chúng em là giúp cô ấy làm việc đó. Và cô ấy ở nơi gọi là Loco. Không, là Lyoko. Cách duy nhất tiêu diệt Sana là tắt nguồn nó. Nhưng trước hết chúng em phải vật chất hóa Alita. Và đó là điều chúng em phải làm ngay hôm nay. Chúng ta đến nơi rồi. Ồ, các em có biết không? Ai mà tin được. Alita, mọi chuyện ổn chứ? Jeremy, cuối cùng cậu cũng tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Đó là một câu chuyện dài, rất dài. Tôi có chương trình rồi. Bây giờ hãy chắp tay cầu nguyện và mong nó hoạt động tốt. Tớ đang khởi động nó. Đi theo tớ, Út.
Tôi không. Đỡ này. Được rồi Ulrich, nhờ cậu đấy. Này đống sắt vụn kia, sao mày dám đánh bạn ta hả? Nhân ba. Cố lên Ulrich, giết nó đi. Cho Sana biết ai là chủ đi. Jeremy, Ulrich đang... Thầy Jim. Đúng vậy Jim, bây giờ thầy ấy đang ở nhóm chúng ta. Ulrich, coi chừng đằng sau cậu. Cậu phải bảo vệ tòa tháp. Ôi, tòa tháp sẽ không chịu nổi. Có Ulrich rồi. Cố lên Ulrich, chỉ vài giây nữa thôi. Tớ sắp xong rồi Alita. Tiến vào chính giữa đi. Được rồi, cậu đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Làm thôi. Mật. Chào mừng đến trái đất. Chào mừng cậu.